Câu chuyện Giọng Hót Chim Sơn Ca. Ngày xưa, ở một khu rừng nọ, có rất nhiều loài chim sinh sống, mỗi loài có một giọng hát khác nhau, duy chỉ có Sơn Ca có một giọng hót hay hơn cả. Mỗi khi Sơn Ca hót, cỏ cây hoa lá rì rào hòa theo, dòng suối đen chảy róc rách cũng như muốn dừng lại để thưởng thức giọng hót mê ly ấy. Một hôm, chim sĩ được các bạn cử đến để gặp Sơn Ca. Chim sĩ hỏi Sơn Ca: "Vậy Sơn Ca ơi, có phải bác mặt trời cho bạn giọng hát mê ly ấy không?" "Không phải đâu, bác mặt trời tốt bụng chỉ cho tôi những tia nắng vàng rực rỡ ấm áp thôi." "Thế có phải cô mây hồng đã cho bạn giọng hót hay không?" "Cũng không phải đâu bạn sĩ ạ. Cô mây hồng xinh đẹp chỉ cho tôi những tảng bông êm dịu thôi." "Ôi Sơn Ca đáng yêu, thế ai đã cho bạn giọng hót hay như vậy?" Chim sĩ và cả bầy chim không hiểu tại sao mà Sơn Ca có giọng hót tuyệt vời đến thế. Các bạn quyết định đến trường hỏi cô giáo họ Mi. Khi nghe các học trò của mình hỏi, cô giáo họ Mi cười rất vui. Cô nói: "Cô và các cháu cùng nhau đi tìm hiểu điều đó nhé. Sáng mai cô sẽ đợi các cháu, ta cùng đến nhà bạn Sơn Ca nào. Nhưng các cháu phải nhớ dậy sớm đấy." Sáng hôm sau, khi đến nhà của Sơn Ca, các bạn thấy Sơn Ca vừa chuyền cành vừa hót say sưa. Thỉnh thoảng, Sơn Ca vừa nghiêng đầu lắng nghe tiếng cây cối xào xạc, tiếng suối chảy róc rách, nghe rất kỹ, rất lâu những âm thanh ấy, rồi Sơn Ca mới bắt chước theo. Các bạn chim lúc ấy mới hiểu vì sao Sơn Ca chắc có giọng hót hay đến như thế. Cả đàn chim ríu rít cất tiếng hót hò với giọng hót của Sơn Ca. Rừng cây rộn ràng tiếng hót của bầy chim non chào mừng ngày mới. Các bé thân mến, câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bé đã dành thời gian lắng nghe. Chúc các bé một ngày mới thật là nhiều niềm vui nhé. Bye bye.